Xin chào tất cả các tình yêu, chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái từ khóa mà mình đã tìm hiểu được. Đó chính là từ lonely, có nghĩa là trong tiếng Việt nó dịch ra là sự hiểu biết. Thì cái sự hiểu biết này nó có nghĩa là khi mà các bạn tìm hiểu về một cái vấn đề trong xã hội, vấn đề nào đó thì các bạn sẽ tìm hiểu nó một cách ngọn ngành, một cách rõ ràng, chắc chắn. Khi mà các bạn thể hiện ra cái kiến thức đó cho người khác thì các bạn phải thể hiện một cái sự chắc chắn, rõ ràng, mạch lạc, không có sự mập mờ. Và những người mà có sự hiểu biết sâu sắc này thì họ sẽ trong cái quá trình học hỏi hoặc trong quá trình mà các bạn đó tìm hiểu ấy, thì các bạn các bạn sẽ nghiên cứu rất là kỹ, các bạn sẽ tìm tòi rất là nhiều những cái phương tiện, ví dụ như sách vở, ví dụ như là mạng xã hội vân vân. Đấy, thì họ sẽ tìm được cho mình những cái định nghĩa rất là cụ thể, rõ ràng, chắc chắn. Khi mà những người này, đúng không, thì họ sẽ có những cái nguyên tắc riêng của họ, rất là khó bị người khác dắt mũi, rất là khó bị người khác điều khiển. Thường những người này họ sẽ thích làm chủ hơn là thích nghe theo những cái lời của người khác nói, bởi vì họ hiểu biết rất là sâu sắc và họ cũng có thể tạo ra những cái riêng cho bản thân mình. Đó chính là về những cái từ khóa là sự hiểu biết.